bấy lâu của người Mường. Nâu thì nộ với chân trò, cá mò dưới suối, chuối ở trên nương. Chua nướng, trổ xanh, chả chia. Rau thôi thập cẩm là món đặc trưng của đồng bào Mường. Đối với món này, ở đồng bào Mường chúng tôi nó không cầu kỳ hoang, nó rất đơn giản nhưng mà an toàn. Vậy xin kính mời các quý vị đại biểu hãy chuẩn bị những món này. Đây là những cái này, cái kê, cái nước canh. Quý khách tuần tra, đây là món dâu trắng là có ở núi Sam, đồng bào là hàng trăm đời nay sống từ lúc sinh thời và bà đó là đã tôn trọng cái nhà là sản phẩm đặc trưng của vùng núi, bà con đã sử dụng làm món ăn. Và các cá này là có mấy loại cá? Đây là báo cáo là có hai loại cá. Cá gì? Một loại gọi là cá nghiếc, nó gần giống cá chê. Đây là cá này, cá này là gọi là cá không bổ, còn cá này là cá trắng, này là cá sáp. Đây là đánh bằng rượu, bằng rượu đấy, đánh rượu đấy, đánh xin mời các vị đại biểu và nhiều đấy. Bán đâu đây? Nói rất nhẹ đấy, bán rồi. Nhiều quá. Nhưng mà hôm nay ngày gì mà lại có bánh trôi này? Đấy là Tết Thanh Minh tháng qua. Có luôn đấy. Đấy, sẵn sàng. 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 Thêm một em má hồng nữa.